hôm 19 tháng 6, bạn trai cùng gia đình sang nhà Thanh Lam trao lễ vật dạm ngõ, xin phép mẹ nữ ca sĩ cho hai bên chính thức qua lại. Ở tuổi 52, nữ ca sĩ dạng người hạnh phúc trong bộ áo dài phong cách cung đình được thiết kế riêng khi ra mắt hai họ. Tình cờ, đó cũng chính là ngày sinh nhật của chị. Cặp trai tài gái sắc cùng nhau cắt bánh trong tiếng cổ vũ, giao hò của người thân và bạn bè. Thanh Lam gọi đó là hạnh phúc ngọt ngào các con của chị cũng tiếu tích khi thấy mẹ tìm thấy bến đổ của cuộc đời mình. Đó cũng là cái kết đẹp cho cuộc tình hơn một năm của Diva Nhạc Việt và bạn trai. Thanh Lam và bạn trai làm lễ dạm ngõ hôm 19 tháng 6. Thanh Lam tìm thấy tình yêu ở tuổi 50 sau khi mổ mắt hồi tháng 3 năm ngoái. Nữ ca sĩ từng hài hước đùa rằng, sau khi làm phẫu thuật, mắt chị bỗng sáng bừng và nhận ra đây chính là người đàn ông của đời mình. Bạn trai cũng chính là người mổ mắt cho chị, bác sĩ Bùi Tiến Hùng. Anh sinh năm 1962, là giám đốc chuyên môn của một bệnh viện quốc tế, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa. Bác sĩ Hùng ban đầu đến với Thanh Lam chủ yếu vì tò mò về một người nổi tiếng lẫn nhiều điều tiếng chứ không có ý định nghiêm túc. Thế nhưng, càng tìm hiểu, anh càng thấy nữ ca sĩ thú vị tới mức không thể dừng lại. Khi Thanh Lam kể về những gì đã qua trong cuộc đời mình, anh thấy xót xa chuyện tình của chị trong quá khứ khiến anh mất ngủ mấy đêm liền vì thương và trách chị ngốc nghếch. Ở bên nhau, bác sĩ nhận ra đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ mà ai cũng thấy ở Thanh Lam là sự yếu đuối khiến anh muốn che chở. Nếu như sự tò mò về một cái tên nổi tiếng dữ dội và nổi loạn dẫn lối anh đến với Thanh Lam, thì sự dịu dàng ở người phụ nữ này đã giữ anh ở lại. Khi mới công khai chuyện yêu đương vào tháng 6 năm 2020, Thanh Lam vẫn ngượng ngùng trước mỗi câu hỏi về bạn trai tuy nhiên chị không giấu được niềm hạnh phúc ánh lên trong mỗi ánh mắt và gương mặt bạn bè khán giả đều nhận xét chị đẹp hơn từ ngày yêu bác sĩ hùng chị thừa nhận có lẽ đẹp hơn vì mắt sáng hơn nhưng tính cách hay âm nhạc thì không phải nhờ anh mà thay đổi một tình yêu đích thực sẽ không khiến mình thay đổi mà chỉ làm mình tốt lên mà thôi nếu người ta muốn mình thay đổi thì chưa chắc đó đã là tình yêu đâu bởi yêu một con người là yêu tất cả những gì họ vốn có thanh lam tâm niệm ở bên người đàn ông này, chị thấy được thoải mái là chính mình. Thanh Lam và bạn trai khi mới yêu Hơn một năm yêu đương, Thanh Lam và bạn trai có những ngày bình dị bên nhau. Sáng sáng, anh thường bật nhạc của Hà Lê, Đen Vâu, Ngọc và một số nghệ sĩ trẻ khác trong chiếc xe chở chị đi làm. Biết bạn trai bận rộn, suốt ngày phải thực hiện các ca mổ tại bệnh viện nên chị thường tranh thủ mọi khoảnh khắc thảnh thơi bên nhau để chăm sóc cho anh. Chị thích cảm giác vào bếp nấu nướng, bày biện những món ăn ngon cho người mình yêu. Những ngày rảnh rỗi, họ cùng các con đàn hát tại căn biệt thự ven hồ Tây của nữ ca sĩ. Đôi khi, những buổi sinh hoạt văn nghệ như thế còn có thêm cả mẹ đẻ và em trai của Thanh Lam. Cặp đôi thỉnh thoảng hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch riêng hoặc cùng bạn bè. Chỉ sau vài tháng yêu đương, bác sĩ Hùng đã trở nên gần gũi với hầu hết bạn thân của Thanh Lam. Là một ca sĩ hàng đầu, nổi tiếng bởi giọng ca và nhan sắc xinh đẹp nhưng thanh lam phải thừa nhận mình là người ghen nhiều hơn trong cuộc tình này chị từng bày tỏ nỗi lo lắng khi bệnh nhân của anh toàn các cô sinh tuy nhiên chị biết cách kiểm soát để sự ghen tuông chỉ là ra vị giúp tình yêu thêm thú vị chứ không tạo ra cảm giác gò bó từ ngày yêu nhau họ từng nhiều lần giận hờn vu vơ nhưng chưa bao giờ cãi vã kịch liệt bác sĩ bùi tiến hùng rất yêu âm nhạc và ủng hộ tuyệt đối niềm đam mê của bạn gái anh hào hứng khi được nghe bản demo những ca khúc của chị trước khi ra mắt. Thấy bạn gái muốn làm live show trong lúc khó khăn vì dịch bệnh, anh đứng ra, thầu, 40% vé của hẹn yêu để tặng cho bạn bè là bác sĩ. Dù rất bận rộn, anh cũng cố gắng sắp xếp để có mặt trong mỗi buổi tập nhạc để cổ vũ tinh thần chuẩn bị live show của Thanh Lam. Cặp đôi bên các con hồi tháng 6 năm ngoái. Ảnh, kim bánh trôi nước tình yêu ở tuổi ngũ tuần của Thanh Lam được gia đình và bạn bè hết lòng ủng hộ. Nghệ sĩ Thanh Hương, mẹ của Thanh Lam, từng tâm sự rằng, bà mừng cho con gái vì đã tìm được một người đàn ông thực sự thương mình. Bà bảo sự xuất hiện của bác sĩ Hùng chính là thành tựu cho quá trình tu tập của Thanh Lam, và chị xứng đáng được nhận điều đó. Trước khi đến với nhau, Thanh Lam đã có ba người con còn bác sĩ Hùng có hai. Thấy mẹ vui, các con Thanh Lam đều vung vén cho chuyện tình này từ khi bắt đầu không những cởi mở trò chuyện với bạn trai của mẹ, Thiện Thanh và Đăng Quang còn có mối quan hệ tốt đẹp với Việt Hà, con riêng của bác sĩ Hùng. Có chung niềm đam mê với âm nhạc nên cả ba dễ dàng chia sẻ và trở thành bạn bè. Các con của cặp đôi từng cùng xuất hiện với một tiết mục đặc biệt trong live show hẹn yêu của Thanh Lam. Thanh Lam hát cùng các con. Chẳng cứ người thân, bạn bè và người hâm hộ đều khen họ đẹp đôi. Ca sĩ Tùng Dương, bạn thân của Thanh Lam, từng chia sẻ anh rất mừng vì bà chị của mình cuối cùng cũng tìm được người đàn ông tốt và hạnh phúc viên mãn sau rất nhiều chương chuyên, chuyên trong chuyện tình cảm. Chơi thân với Thanh Lam nhiều năm nay, coi nhau là chi kỷ cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống, Tùng Dương hiểu rất rõ nữ ca sĩ và hoàn toàn ủng hộ khi chị đến với bác sĩ Bùi Tiến Hùng. Những người bạn thân hay động viên hai người tổ chức đám cưới. Hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống riêng giúp Thanh Lam thăng hoa hơn trong âm nhạc. Hơn một năm qua, chỉ tích cực cho ra mắt sản phẩm, tham gia các đêm nhạc và tổ chức live show. Album nơi gặp gỡ tình yêu ra mắt khi tình yêu thực sự của chị mới được vài tháng nhận vô số lời khen. Không còn kiểu hát chân chỗ kỹ thuật hay lên đồng như thường thấy, chị đưa tình cảm vào ca khúc một cách nhẹ nhàng, mềm mại. Những bài chị hát cũng không ẩn hiện sự đau khổ, quằn quại của những nỗi buồn mà thay vào đó là sự lạc quan trong cuộc sống. Thanh Lam trong live show, Hẹn Yêu tối ngày 21 tháng 3. Khi hát trong lai show riêng mang tên Hẹn Yêu hồi tháng 3, Thanh Lam cũng thể hiện hình ảnh người đàn bà ngọt ngào trên sân khấu. Chị biểu diễn nhiều ca khúc nhạc đỏ lẫn hiện đại như thủ thủy, trò chuyện và liên tục hướng mắt về người yêu đang ngồi ở hàng ghế khán giả. Thanh Lam cũng nhiều lần kể về tình yêu của mình bằng âm nhạc. Chị bảo, niềm tin chính là tình yêu lãng mạn nhất với mình. Giống như bao phụ nữ khác, một mối tình mới và thực sự là của mình đã giúp chị lau đi những giọt nước mắt trong quá khứ trong lai xô chị liên tục dùng âm nhạc để tỏ tình với bạn trai khi hát đến câu nếu có yêu nhau của ca khúc hẹn yêu chị bỗng nhiên dừng lại và hỏi bạn trai thì thế nào anh nhỉ sau đó là nguyện ước được thêm một chiếc nhẫn mang cho hai người hạnh phúc trước đó bác sĩ hùng tiết lộ đã cầu hôn thanh lam và nhận cái gật đầu từ chị sau lễ dạm ngõ hôm 19 tháng 6, Thanh Lam chưa lên kế hoạch cho đám cưới, chỉ để mọi chuyện diễn ra tùy duyên. Ở tuổi trung niên và đều đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Thanh Lam không còn đặt nặng chuyện cưới xin mà thấy chỉ cần đính ước là đủ. Chỉ thấy viên mãn với những gì đang có. Nguyên An